Xin chào các bạn đang xem kênh của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình khám phá về một loài động vật nhỏ bé nhưng lại có sức thu hút lớn. Con tôm tích công. Tôm tích công là một loài tôm biển vô cùng đặc biệt và có ngoại hình rất ấn tượng. Chúng có thân hình mạnh mẽ, thường dài khoảng từ 10 đến 18 cm và có trọng lượng từ 300 đến 500g. Điểm đặc biệt nhất của tôm tích công là cặp càng chớp mắt mạnh mẽ, có thể di chuyển nhanh đến mức chỉ trong một nháy mắt đã có thể bắt được con mồi. Cặp càng này cũng có thể tạo ra lực đập mạnh đến mức có thể phá vỡ cả vỏ sò. Loài tôm này thường sống ở các vùng nước nông sâu, trong các hang động san hô hoặc trong các vùng đáy biển có nhiều cát và rạn san hô. Thân hình màu sắc rực rỡ của chúng, từ xanh ngọc, cam đến đỏ tươi, không chỉ giúp chúng ngụy trang mà còn là vũ khí trong việc thu hút bạn đồng hành và xua đuổi kẻ săn mồi. Khả năng săn mồi tuyệt vời của tôm tích công không chỉ giúp chúng sinh tồn mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì cân bằng sinh thái trong hệ sinh thái biển. Chúng là một phần không thể thiếu của chuỗi thức ăn biển, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giữ gìn và phát triển các loài sinh vật khác trong vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tôm tích công là một loài tôm biển phân bố rộng rãi ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới, chủ yếu trong các vùng nước nông sâu, gần rạn san hô hoặc trong các hang động san hô. Về số lượng, tôm tích công không phải là loài quá phổ biến. Chúng thường tồn tại dưới dạng cá thể cá nhân hoặc cặp đôi, số lượng cụ thể không được đánh giá rõ ràng do tính chất khó khăn trong việc quan sát và nghiên cứu sinh học của chúng. Tốc độ di chuyển của tôm tích công rất nhanh và linh hoạt, đặc biệt là khi săn mồi. Chúng có thể di chuyển và tấn công mồi trong một khoảnh khắc nhờ vào cặp càng chớp mắt mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Tuổi thọ của tôm tích công thường dao động từ 7 đến 20 năm, tuy nhiên có các báo cáo cho thấy có thể sống lâu hơn trong môi trường tự nhiên. Về phân bố, chúng được tìm thấy chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các vùng biển nhiệt đới của châu Phi. Tôm tích công là một chuyên gia săn mồi trong thế giới biển với năng lực săn bắt đáng kinh ngạc. Chúng làm giàu khẩu phần ăn bằng cách săn các loại động vật nhỏ như sò, cua, tôm và thậm chí là cá nhỏ. Tôm tích công là một trong những sinh vật biển sở hữu một trong những lực đập mạnh nhất trong thế giới biển. Điều đặc biệt ở chúng là cặp càng chớp mắt có khả năng tạo ra lực đập cực mạnh, đủ để đập vỡ vỏ sò và các sinh vật cứng khác một cách dễ dàng. Lực đập mạnh của tôm tích công có nguyên nhân chủ yếu từ cấu trúc cơ quan hình thành năng lượng này. Thay vì sử dụng cơ chế cơ học phức tạp như những động vật khác, các càng này được nạp năng lượng từ một cơ chế giống như lò vi sóng, gây ra hiện tượng nổ mạnh khi chúng được giải phóng. Thứ hai, cấu trúc của vỏ càng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường lực đập của tôm tích công. Vỏ càng được thiết kế để chịu được áp lực lớn khi càng được giải phóng, giúp tăng cường sức mạnh của cú đập. Chúng sống chủ yếu ở các vùng biển nông sâu, gần rạn san hô hoặc trong các hang động san hô. Đây là những nơi lý tưởng để chúng có thể ngụy trang và săn mồi một cách hiệu quả. Trong chiến thuật trốn tránh kẻ thù, tôm tích công sử dụng cặp càng chớp mắt nhanh nhạy để phòng vệ. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng có thể sử dụng cặp càng này để đập vào kẻ săn mồi hoặc các đối thủ khác, đồng thời nhanh chóng lẩn đi để tránh bị tấn công. Tôm tích là một trong những sinh vật biển sở hữu một trong những vẻ ngoài đa dạng và phong phú nhất trong thế giới biển. Lý do chính cho sự đa dạng màu sắc này nằm ở cấu trúc sinh học đặc biệt của chúng. Thứ nhất, cặp mắt của tôm tích công chứa nhiều loại sắc tố khác nhau, từ các pigment cơ bản như melanin đến các sắc tố cảm quang như carotenoid và porphyrin. Nhờ vào sự kết hợp và phân bố đồng đều các sắc tố này, thân thể của tôm tích công có thể phản chiếu và hấp thu ánh sáng một cách đặc biệt, tạo nên một loạt màu sắc từ xanh ngọc sáng đến cam rực rỡ. Thứ hai, cấu trúc của lớp biểu bì của tôm tích công cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phản xạ ánh sáng và tạo ra hiệu ứng màu sắc. Lớp biểu bì này có thể phản xạ lại các bước sóng khác nhau của ánh sáng, khiến cho màu sắc của chúng trở nên sáng và hấp dẫn. Lý do cuối cùng là do tiến hóa sinh học. Tôm tích công đã phát triển các màu sắc đặc biệt để phục vụ cho mục đích sinh học như ngụy trang, thu hút bạn đồng hành và ngăn chặn kẻ săn mồi. Màu sắc rực rỡ và đa dạng của chúng không chỉ là một nét đẹp ngoạn mục mà còn là một công cụ sinh học quan trọng trong việc tồn tại và phát triển trong môi trường biển khắc nghiệt. Tôm tích công là một loài có hệ thống xác định giới tính, với con đực và con cái có những đặc điểm và vai trò riêng biệt trong quá trình sinh sản. Con đực và con cái tôm tích công có thể được phân biệt dựa trên kích thước và màu sắc. Con đực thường lớn hơn, có màu sắc rực rỡ và thường có các đốm hay vân sắc nét trên thân. Trái lại, con cái thường nhỏ hơn và màu sắc thường nhạt hơn. Trước khi giao phối, các con đực thường sử dụng các màu sắc và đốm vân trên cơ thể để thu hút các con cái. Họ có thể thực hiện các phong tục giao phối phức tạp như nhảy múa, hiển thị màu sắc và đấu tranh với các đối thủ để chiếm lãnh thế thượng phong. Sau khi thu hút được sự chú ý của con cái, con đực sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm và xây dựng nơi sinh sản.
chúng thường sẽ tìm những hang động nhỏ hoặc các vùng bảo vệ dưới các tảng san hô để chuẩn bị cho quá trình giao phối. Con đực tôm tích công sẽ làm sạch và chuẩn bị nơi sinh sản bằng cách làm tổ từ các tảng san hô hoặc cát. Chúng có thể sử dụng các vật liệu tự nhiên như đá và cát để xây dựng một nơi an toàn và thích hợp để đẻ trứng. Sau khi giao phối, con cái sẽ đẻ trứng vào tổ mà con đực đã chuẩn bị. Con cái chịu trách nhiệm nuôi dưỡng trứng và bảo vệ chúng cho đến khi nở. Khi con non nở, chúng sẽ được con cái chăm sóc và bảo vệ cho đến khi chúng đủ sức khỏe để tự mình sinh tồn trong môi trường biển. Cuộc đời của tôm tích công bắt đầu với những chú non tinh nghịch, nhỏ bé như những viên thạch nhỏ trên mặt biển rộng lớn. Những chú bé với vỏ sò mềm mại và màu sắc rực rỡ, chúng bơi lội như những nhà lữ hành trên đại dương xanh biếc, tìm kiếm nguồn thức ăn cho sự sống bền vững của mình. Trong những tháng đầu đời, tôm tích công non chỉ biết bơi và lặn với sự dẫn dắt của mẹ. Chúng học cách chạy trốn những kẻ săn mồi, những con cá mập hung dữ và những kẻ săn bắt tinh danh khác. Tuy nhiên, cuộc sống dưới biển sâu không hề dễ dàng. Mỗi lần lặn xuống dưới đáy biển là một thử thách mới đối với những chú tôm tích công non, phải đối mặt với những con sóng lớn và thủy triều khó lường. Khi chúng lớn lên, các bé tôm tích công bắt đầu phát triển vỏ sò mạnh mẽ hơn, giúp chúng chống chọi với các mối nguy hiểm trên đại dương. Thị giác và cơ quan cảm giác của chúng cũng ngày càng hoàn thiện, giúp chúng dễ dàng tìm kiếm và bắt được con mồi. Cùng với sự chăm sóc của các bậc phụ huynh, tôm tích công con dần trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với những thử thách của cuộc sống biển cả. Và khi chúng trở thành những con tôm tích công trưởng thành, chúng mang đậm sắc màu đặc trưng và hình dáng uy nghiêm của một người lãnh đạo. Chúng điềm tĩnh và tự tin, là những người đứng đầu trong bầy đàn, dẫn dắt các thành viên khác trong hành trình chinh phục đại dương. Cuộc sống của tôm tích công là một câu chuyện về sự sống và sự sinh tồn, với mỗi giai đoạn đều là một thử thách và cũng là một cơ hội để trưởng thành và lớn mạnh. Vậy là chúng ta đã có một hành trình thú vị và đầy bất ngờ cùng với con tôm tích công. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên hấp dẫn như thế này.